Hello và xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả series Attack on Titan. Hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình để đi tìm hiểu xem con Titan thú nó đâu ra. Lần trước nó đã ra, nó tấn công thằng chỉ huy của mình. Mà chỗ không hiểu vì sao mà nó lại chui từ đâu ra được. Này nhí, mọi người dậy đi nào. Nhanh lên lên máy nha, nhanh lên. Lên máy nào. Một bếp lửa. Chúng nó kiểu tự động đến đây ấy. Bởi vì chắc là con Titan thú nó điều khiển bọn Titan đến. Này, nhìn ở phía kia kìa. Thấy chưa, đúng rồi. Bọn con Titan thú nó điều khiển bọn Titan kia đến đây mà. Lần trước lúc ấy bọn nó thằng Titan thú nó còn sai bọn kia đứng im cơ. Xong rồi nó lấy mất cái bộ điều khiển và sau đó cho bọn Titan kia tấn công. Rồi, nó đang đến cái chỗ khe cửa. Có gì đâu đấy. Ô. Nó tấn công tòa tháp thì phải. Đúng rồi. Nó đang lên tòa tháp này. Không thể nào. Tôi sử dụng cái bộ điều khiển này rất là tốt. Lên nào. Đánh nhau rồi. Xin chào, 3.000 máu, chết cả thằng rồi. Để nào nghe. Chết rồi, 7.700. Chết với ông mặt rồi. Rồi. Tao đi, tao đi. 3.000 máu, tuyệt vời. Đã cứu bạn kia đã. Ây à, lão nhờ. Mày nhìn cái gì đây? Let's go baby. Lão mày. Mày này con. Tiếp tục nào, tuyệt vời quá. Chết mấy cái bay này. Tự động mặt. Mấy cái bay xung quanh nhà này để tự động bắn. Không phải chúng nó giết hết. Anh em mất. Đây. Xin chào Titan. Múa lại con. Con nữa. Chết phải đê. Mày chưa, cho mày chừa luôn, cái tội. Đây rồi. Đâu, chúng mày đâu. Kia, đến đây nào. Một bắn này, à. Thằng đầu nhỏ, à, chết ngay. Thằng bé nữa, ok, bé này rồi. Bé ơi, đi đâu đấy. Đi đâu đấy. Đi đâu đấy, em ơi. Đi đâu đấy. Mày đi. Có nữa thì mày. Đây rồi. Con này. Con mặt dị. Chết thì mày. Chúng đang tiến vào cái castle này. Rồi. Rất nhiều con Titan đang tiến đến từ phía bắc. Chết mày ơi. Eliminate Titan kìa. Mày chết này con. Ok. Ủa, nhiều thế. Bãi trưởng. Nhiều thật sự luôn ấy. What the hell. Chúng mày đại hội à? Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 à? Máu này. Đây này, quay lại đây. Đúng rồi. Máu này. Em bọn này. Đâu quá nhở.
mình eliminate mười mấy rồi đấy chứ. Ủa sao lại vào chùa đá này? Baby Kajima, mày lết chết rồi con. Cái mông, cái mông. Bé con ơi, chết đi mày. Chết rồi đi. Lại bảo không chết. Rồi, mình phải đi dọn dẹp bãi trường luôn anh em ơi. Riêng mày chết đi mày. Thằng béo, thằng béo, thằng béo. Thằng béo, ui, chém bãi trường luôn. Đâu gối, ai à. Ờ, con này đâu ra vậy? Con danh này. Bố này con. Lên nào. Con danh con. Bò bò, mình ghét mấy con bò bò nhá. Bò này. Ủa rồi. Rồi, cái liễu nào. Cái liễu nào, 3.000 máu không chết kìa. Đủ cầu chưa. Không chết này. Không bé nữa. Mày chết. Không có nữa, trên kia, trên đài. Mày chết này con, 2.600 máu. Rồi. Không nào nữa. Không có vẫn đang đến kìa anh em. Đông vậy. Bây giờ hơi à? Ờ. Sao tự nhiên, sao tự nhiên tảng đá rơi xuống nhở? Những tảng đá đang rơi từ trên cao xuống. Nhìn mình rồi, định mệnh. Nhìn mình rồi, nhìn mình rồi. Hello, hello. Complete elimination. Cái này cơ mà. Lại nào. Mày chết này, 3.000 tư máu. Ui, nhiều điểm vậy. Sao nhiều điểm vậy ta? Mấy điểm cơ? Tôi đang tận lớn thế nào? Đây rồi. Chém 405 máu ạ. À. Con đồng đội phùi bắp này. À, chơi xe bay. Ok. Ngoài khoang vào đây còn gì nữa, đợi chờ gì nữa. Thế chứ phải ra xem bay cho các anh em kia. Ok. Mình cho xây có automatic luôn. Tao đến đây mày. Tao đến đây. Chết đi. Mortenton đi coming vãi trưởng. Tao phải lập một hàng phòng thủ gấp. Ôi. Mamma mia. Đùa. Ôi. Ôi bấm nhầm rồi đen được không? Cái này cơ mà. Nó đi đợi chờ gì nữa tình yêu ơi. Tình yêu ơi, đợi chờ gì nữa tình yêu. Con lợn này đang đến này. Thì nó luôn. Vãi lèo lúc chồng đi ra mặt mình. Chồng cái mông xinh. Cái mông xinh.
Hôm nay bọn này Titan đông quá nhở, như ruồi vậy. Như rồi vậy, chết đi mày. Anh em thấy quả rất là nhiều cái bay đang được dựng lên không? Hết rồi mày. Mấy con tay tử nó đang lọt vào trong này rồi, mình xử lý ngay. Cái con này chẳng hạn. Con này chẳng hạn. Con này nữa chẳng hạn này. Quả lọt vào đây rồi, thì phải tiêu diệt ngay. Không có nữa ngoài này. Tay tử thú lên rồi. Holy shit. Con tay tử thú được. Dũng không có khỉ luôn ấy. Thế thì mình phải tiêu diệt con lợn này đã. Nó đứng ngoài vần lần vần quanh đây này. Lọc ba lần rồi. Bây giờ mình muốn tiêu diệt tất cả nguồn gốc của Titan thì mình phải tiêu diệt Titan thú đã. Và trước khi ấy thì mình sẽ làm một quả đấy nhá. Mình thay đạn các thứ đã, thay kiếm nữa. Titan thú. Ai được thế? Con lợn này nó chết kìa. Nó chết rồi. Ai được thú? Anh đến đây. Surprise motherfucker. Mười 12.000 máu, tuyệt vời. Mông to. Thôi, em đến với anh đây. Lên nào. Tiêu diệt tay tân thú nào, 44.000 mọc, phải liều luôn. Nó chảy máu rồi anh em ơi. Rồi. Ngã đi con. Úi dồi ôi. Ngã chưa. Úi dồi ôi. Định vào đây hả con? Lao vào, chạy ngay. Từ khi nào? Ơ? Chạy mẹ rồi. Mấy con này nó đang có quay cái bay. Ô, ok. Ui, bay lượn rất là đỉnh luôn. À. Rồi sao? Một cháu. Một người đang cầm cự đấy. Tòa nhà này không thể giữ được lâu hơn nữa rồi. Nghĩa là nó xấu nhưng chúng ta phải chạy khỏi tòa nhà này thôi. Tớ bị đánh bại rồi. Úi giời ơi. Ơ, mình bắt kìa. Ôi, mà đã đến rồi. よかった。無事で。先輩たちが。もう塔が崩れそうなの。落ちちまうぞ。でも私たちの身代わりにナナバさんがケルバーさんが。OK. Thì đừng quên mình làm tiếp clip tiếp theo, thì các anh em đừng quên nhấn like, bình luận ở phía dưới và đăng ký kênh cho mình nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt.